Điều gì đã khiến một bầy chuột chạy như bay mà không dám quay đầu lại nhìn? Quá đau đầu vì chuột phá hoại nhà cửa, lương thực, kho hàng, quần áo, thiết bị trong xe máy ô tô. Sau khi được lời khuyên từ bạn bè, chú Hiệp đã quyết định mua chai xịt đuổi chuột rắt ọp hàng chuẩn nội địa Thái Lan này. Có hương vị bạc hà mà chuột rất sợ, chỉ cần xịt một lần là hết sạch chuột trong nhà. Sản phẩm lưu hương lên đến 90 ngày, ngăn ngừa chuột đến và ngăn chặn chuột quay lại. Được nghiên cứu bởi Viện Sinh học với thành phần thảo mộc an toàn, cam kết không ảnh hưởng đến trẻ nhỏ và vật nuôi khác. Với rắt ọp trên tay, nơi nào có chú Hiệp nơi đó không có chuột. Hiệu quả cao, đặt hàng ngay hôm nay để nhận siêu khuyến mãi anh chị nhé. Hoàn tiền nếu sản phẩm không giống quảng cáo.